Có một câu hỏi mà các bạn hay hỏi cô là khi nào thì nộp bài tập lớn, và cái hạn báo cáo á, thì mọi người lưu ý cho cô là chúng ta có học có 12 tuần học lý thuyết nha. 12 tuần học lý thuyết thì mình kết thúc ở tuần 44 theo lịch của nhà trường, kết thúc tuần 44 này thì tuần. Nhưng mà cô có một buổi cô nghỉ thì cô sẽ bù cái buổi đấy vào sau này nhé. Tức là khi mà các em chuẩn bị thi học kỳ á, thì từ cái lúc mà mình kết thúc rồi các bài tập lớn đến lúc thi học kỳ thì sẽ có nhiều thứ mà mọi người đã quên mất rồi. Cho nên là lúc đó cô mới ôn tập nhé. Và cái buổi mà cô nghỉ á, là cô sẽ để dành, cô sẽ ôn tập sau. À không, cô giải đáp thắc mắc chứ cô không ôn tập, tại vì khi ôn tập đó là mọi người luôn luôn nghĩ rằng là đi thi sẽ giống giống như ôn tập á, hoặc là cô ôn thì phải ôn đủ, nhưng mà không không, cô chỉ giải đáp thắc mắc thôi. Như vậy là mình học bình thường cứ đến tuần 44 là mình nghỉ đi, sau đó mình nghỉ một tuần thì mình sẽ bắt đầu báo cáo từ tuần 46, từ đến tuần 46, và cô dự kiến là báo cáo trong 3 tuần nhé, từ tuần 46 đến tuần 48. Thì một nhóm chỉ báo cáo trong vòng vòng 40 phút thôi. Cho nên là tụi em chỉ cần lựa chọn trong cái danh sách của cô. Tức là cô sẽ đưa một cái bảng trống này, rồi cô sẽ chia ca ra này, thì tụi em chọn, nhóm em chọn vào cái lịch nào thì tụi em sẽ viết tên của cái nhóm của tụi em vào cái ô đó, thì đến đúng cái ca đó tụi em báo cáo thôi. Còn của chúng nó thì kệ chúng nó. Nhóm nào mà làm xong sớm thì cố gắng báo cáo vào tuần 46 luôn. Còn nhóm nào tuần xong trễ thì sẽ làm báo cáo vào tuần 47 và tuần 48. Nếu như mà lịch thi giữa kỳ, thi thi cuối kỳ á, mà trễ hơn nữa thì cô có thể xếp thêm cái ca để báo cáo vào các tuần trễ hơn. Bởi vì thông thường khi mà cô đưa lịch lên á, là các nhóm bắt đầu chen 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 nhau vào cái tuần cuối cùng á, là không có, gọi là không có đủ room cho mình đăng ký vào tuần cuối cùng. Nên là nếu mà nhà trường cho thi trễ thì cô sẽ cho kéo dài cái bài tập lớn để tụi em có thể sắp xếp cân đối giữa các môn với nhau. Nhưng mà cô chưa có đưa lịch đăng ký ấy, là bởi vì cô còn đợi lịch trường nữa. Mà thôi, tuần sau là tuần gần cuối cùng rồi ha. Vậy thì đầu đầu có thể là cuối tuần này hoặc đầu tuần sau cô sẽ đưa danh sách để mọi người, để các nhóm đăng ký. Không có gì đặc biệt đâu bạn Nguyên. À, để cô hỏi lại nha. Có ai trả lời cho anh chàng Nguyên không? Giờ ơi, cái gì mà 4 tuần nữa, lâu thế. 3 thôi chứ. Tuần 46 thì tuần này là tuần 42 đúng không? Không lẽ em trừ 46 42 ạ? À? Bây giờ là gần cuối tuần rồi. 3 tuần nữa là bắt đầu báo cáo nhé. Bạn Nhân nói đi em. Dạ cô ơi, báo Ok, cáo bài tập danh lớn sách. như vậy là cô sẽ chọn ra một bạn bất kỳ hay là À không không, đừng có đại giấc diện một mơ bạn đấy. cơ? Không không, báo cáo bài tập lớn. Không không hề đâu nhé. Cô tạo mọi điều kiện cho tụi em, ví dụ là tụi em có thể chọn người vào nhóm này, rồi tụi em có thể đăng ký cái ngày báo cáo cho phù hợp với tụi em này, tạo mọi điều kiện nhé. Nhưng mà khi báo cáo thì không có cái điều kiện nào hết á. Có nghĩa là khi mà em báo cáo là cô gọi tất cả các thành viên trong nhóm, không có bỏ đứa nào hết á. Nếu mà đứa nào không đi báo cáo thì phải đi báo cáo bù vào bữa khác, không 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 có chuyện cô gọi ngẫu nhiên đâu. Cô sẽ gọi ngẫu nhiên cái câu mà tụi em làm. Ví dụ nhé, ở trong nhóm các bạn ấy giao mình làm câu số 1. Mình đã làm hoàn thành câu số 1 rồi. Nhưng mà khi cô hỏi ngẫu nhiên thì cô lại hỏi em câu số 3. Còn câu 1 cô lại hỏi một đứa khác. Nhá, chứ không không có phải đấy đâu. Cho nên là báo cáo về cái bài tập lớn là đừng có hy vọng là học ẩu được đâu. Cho nên cô mới nói là chọn nhỏ, chọn là cho tụi em chọn nhóm là vì vậy đó. Bởi vì cái việc mà
cái nhóm mà mọi người hợp tác với nhau á, nó rất là quan trọng cho cái điểm cuối kia cuối cùng. Mình cũng có thể kéo kéo nhóm lên nhưng mà mình cũng có thể kéo những điểm của nhóm xuống, bởi vì tất cả các thành viên đều phải trả lời. Không thể nói rằng là em làm tốt rồi, em làm xong phần của em rồi nhưng mà vì cô hỏi phần khác nên em không trả lời được, không được. Hoặc là em làm tốt phần em rồi nhưng mà chúng nó làm không được thì chúng nó kéo điểm em xuống thì nó vô lý, trong khi đó em ví dụ em vừa làm nhóm trưởng, em vừa tích cực, vừa em vừa nhắc chúng nó nhưng mà chúng nó không có coi kỹ thì chúng nó trả lời sai. Thì cả nhóm trừ luôn mà, bởi vì cô cho tụi em chọn nhóm mà, thì tụi em chọn nhóm với nhau thôi. Thì nếu không chọn được thì đương nhiên là cô cũng 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 nhét ép vô. Tuy nhiên là tại sao một đứa nào đấy có thể làm toàn bộ cái bài đấy mà cô chỉ cho tối đa 8 điểm? Là bởi vì nếu nó làm toàn bộ cái bài đó, nó không hề có kỹ năng hoạt động nhóm ở trong đó. Nên là nó giỏi lắm nó cũng chỉ được 8 điểm thôi. Đấy đấy là cái lý do mà cô bắt buộc phải mọi người phải phải làm việc nhóm với nhau. Nếu em làm được phần em thì em phải giải thích làm sao cho những đứa khác cũng hiểu. Và nếu mà những đứa khác làm được phần nó thì em cũng phải hỏi nó làm sao cho em cũng hiểu. Thì như vậy nó mới là làm nhóm chứ, kéo nhau lên và kéo hoặc kéo nhau xuống. Chứ không phải là mạnh ai đấy làm nhé. Cô không có quan điểm rằng là đứa nào làm tốt hơn sẽ được điểm cao hơn. Cả nhóm sẽ chung một điểm thôi. Nhắc nhau này là không không học tủ. Cô sẽ tạo rất là tạo điều kiện nhưng mà nếu em tụi em chưa kịp thì tụi em cho em thêm 1 tuần, cho em thêm 2 tuần nhưng mà không 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 có chuyện là cô gọi ngẫu nhiên đâu nhé. Cô gọi hết nhưng mà chọn câu thì cô chọn ngẫu nhiên. Còn cái hạn nộp nhé thì mình bạn Vĩ Khang à, trời ơi, thảo là anh chàng Khang làm khóa điện cho nên nãy giờ phát biểu nghe hoành tráng quá. Khóa điện thì không ý kiến nha em, tại vì các thầy cô đưa cái mốc cho mình là đều có lý do của các thầy cô cả. Ví dụ như cô này, cô đưa cái mốc cho tụi em trễ là bởi vì cô biết rằng tụi em phải hoạt động nhóm với nhau để trao đổi hỏi bài với nhau nên là tụi em cần nhiều thời gian. Còn bên khóa điện thì yêu cầu của thầy cô là tùy thầy cô. Thứ hai là cô cho tụi em cái thời gian co giãn, tức là tụi em tự lựa chọn là đầu tuần 46 hay là đến đến tận tuần 48, là để các em cân đối với các môn khác. Thì cái môn này với môn kia phải nhường nhau thôi nhé, nhưng không có gì cả. Còn cái ngày nộp cái hạn nộp báo cáo thì sẽ là 3 ngày trước ngày mình báo cáo. Cho nên đứa nào mà báo cáo tuần 46 ngày thứ năm thì nó phải nộp bài cho cô vào ngày thứ hai rồi nhé, 1 2 ngày là ngày thứ hai là nộp bài. Còn đứa nào mà báo cáo vào tuần 48 thứ sáu tuần 48 đi thì nó chỉ cần nộp cho cô thứ ba tuần 48 thôi, tức là mình có thể nhóm này với nhóm kia cách nhau nửa tháng lận đó. Deadline là cái hạn nộp bài á, là tùy vào ngày báo cáo chứ. Còn khoa điện lúc nào điểm cũng cũng đẹp hết nên là không có gì thắc mắc nha bạn Khang. Đi nộp sớm nhưng mà điểm cũng tốt lắm. Và bây giờ mình nhắc bài này, coi như là phần dặn dò xong rồi nhá. Nếu còn ai nghĩ ra cái gì hỏi thì hỏi tiếp sau, cô trả lời sau. Cô nhắc bài cũ nhá. Hôm trước mình nói bài toán kiểm định trung bình. Thì kiểm định trung bình một mẫu, tức là mình kiểm định xem trung bình tổng thể có bằng một cái giá trị nào đấy gợi ý trước không. Thì giá trị gợi ý này á, có thể như là người ta hỏi hãy khảo sát thử xem là điểm cái tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi à không không đấy là tỷ lệ, cô xin lỗi, nó trung bình chứ. Điểm trung bình của sinh viên kỳ thi kỳ này có phải là có được là 6,5 không hay là lớn hơn hay là nhỏ hơn. Thì đấy là giả sử cái A này này là điểm trung bình của sinh viên thi kỳ này. Đây đây là giả sử em không có điểm tổng điểm điểm chung nhé, bởi vì là ví dụ cô đưa điểm lớp cô thôi, còn các lớp khác em đâu có biết, cho nên em phải khảo sát mẫu ngẫu nhiên trên cả trường luôn. Thì em sẽ khảo sát xem có phải điểm trung bình của cả trường nó là khoảng 6,5 không hoặc là khác lớn hơn nhỏ hơn nhá. Rồi tiếp theo là mình sẽ tìm miền bắc bỏ, đây là bước 1 này.
Đó, bước này nhá. Không không bước này mà không có là không có điểm cho bài nhá. Bước số 2 là mình tìm miền Bắc bỏ, thì có hai trường hợp quan trọng, đó là mình tra bảng student hay là mình tra bảng chuẩn. Thì ba điều kiện để tra bảng student này bắt buộc nhá. Rồi, tổng thể phân phối chuẩn chưa biết sigma bình phương và n nhỏ hơn hay bằng 30. Cái phần 30 thì lên xuống thì thầy cô cũng 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 ok thôi, n nhỏ bằng 30 là mình bắt buộc tra bảng student. Còn trường hợp mà tổng thể phân phối chuẩn chưa biết sigma bình phương và n lớn hơn 30 thì mình tra bảng bảng student cũng được mà bằng chuẩn cũng được. Bởi vì sao? Nếu mà em chạy phần mềm á thì đương nhiên các phần mềm là có thể xử lý được hết cái student với bậc lớn. Nhưng mà khi em tra bảng đi thi á thì cái bảng student đó không có bậc lớn. Vì vậy nên là khi lớn hơn 30 thì em chuyển nó qua bảng chuẩn á. Student là đối với cái phần mềm cơ thì mình mới làm được. Còn không có phần mềm thì mình tra sang bảng chuẩn. Rồi khi mình tra bảng chuẩn thì tra giống như hôm trước nhá, mình nói rồi. Hai phía thì là dùng Z alpha trên 2, một phía thì là alpha. Hai trường hợp nữa cũng tra bảng chuẩn, đó là trường hợp tổng thể phân phối chuẩn và biết sigma bình phương, hoặc là tổng thể tùy ý nhưng mà kích thước mẫu lớn. Thì mình biết tính chất là khi mà x1, x2 đến xn có phân bố tùy ý đó. Mà n đủ lớn thì cái trung bình cộng của nó sẽ phân bố phân phối chuẩn, cho nên là khi tổng thể có mẫu lớn hơn 30 thì trung bình của nó là cân cho phân phối chuẩn. Rồi, đấy là bước 2. Bước thứ 3 là mình tính tiêu chuẩn kiểm định. Thì cái trường hợp này là trường hợp ưu tiên này. Biết sigma bình phương thì mình ưu tiên sigma bình phương ở đây, độ độ lệch chuẩn ở đây. Thì nhưng mà trường hợp này ít gặp hơn bởi vì là đề ít khi nào mình cho lắm. Còn trường hợp này hay gặp hơn này là mình sẽ thay là độ lệch mẫu hiệu chỉnh thay vị trí của sigma. Đấy là cô nhắc lại một tí xíu nha. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ bài bài này nhé tụi em. Chúng ta có 10 phút cho câu A. Ai làm xong trước rồi thì mình làm câu B. Mình suy nghĩ câu B là làm cái gì, làm gì nhé.
Ok, để cô lấy lại cái bảng bảng hòa là bảng trung bình đúng không? Đây, có phải bảng bảng của bạn Hòa nói là bảng này không ha? Nếu mà bảng của em á, nó khác thì em lấy cái em nếu mà bảng em khác thì em lấy cái cập nhật của cô ở trên e-learning đi. Nhất trên e-learning cô cập nhật lại cái bảng rồi. Do bảng cũ thì tra cái hàm lát lát, còn bảng mới nhất thì sẽ tra hàm hàng phân phối. Cô ơi, cho em xem lại đề cô. Thế cái đề của em đâu rồi? Ý là em không có khai đề à? Dạ em vừa nhìn vừa làm á nên là không có chép lại. Ok. Mình làm câu A hả?
Rồi, mọi người đã xong chưa? Bây giờ cho câu A thì mình không có cần dữ liệu của khoa máy tính nên là cô bỏ cái dữ liệu này đi. Rồi mình cũng xóa câu B đi để cho nó gọn ha. Ở đây là mình khảo sát cái biến là chi phí để một sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Thì cái chi phí này này, cô không biết là đúng hay không đâu nhé, đây là cô tự nghĩ ra đấy, nên là số này là số ảo đó. Thì mình khảo sát ở đây là bao nhiêu đứa, 12 đứa nhá, kích thước N bằng 12. Theo dự báo của văn phòng khoa thì chi phí trung bình là 4,5 triệu. Người ta không nói là văn phòng khoa làm sao để có được con số này, nhưng mà cái con số này là con số người ta đã có được, rất là có lý, là bằng một cách nào đấy người ta có được con số này rồi. Và mình đi khảo sát xem là con số đấy có đáng tin cậy hay không. Mình kiểm tra lại xem số đấy có đáng tin cậy hay không. Và kiểm tra theo xu hướng nào. Xu hướng là liệu số liệu của văn phòng khoa có thể thấp hơn cái số liệu khảo sát thực tế hay không. Đó, thì chúng ta đi kiểm tra. Vậy là cái số số 4,5 á, là chi phí trung bình mà khoa đưa ra. Còn cái số thực tế là bao nhiêu? Số thực tế mình không biết. Nhưng mà nó là con số mà mình đang đi khảo sát đó. Cho nên là mình gọi A nhé. Gọi A là chi phí trung bình để làm đồ án của sinh viên, nhưng mà là chi phí theo thực tế nhé. Khả năng cao là mình sẽ thi tập trung nhé. Nếu mà tình hình không có gì tệ hơn thì mình sẽ được thi tập trung. Cho nên là khi tập trung thì mọi người lưu ý rằng chấm bài là tùy giáo viên, cho nên cách trình bày yêu cầu cũng là tùy giáo viên luôn. Có thể là cái đề có cái này là mỗi giáo viên có một cái yêu cầu khác nhau nhé. Nhưng ví dụ như yêu cầu của cô này là cái giả thiết của em á, cô đọc cái giả thiết của em, cô phải biết là em đang kiểm tra tham số gì, em kiểm định tỷ lệ trung bình hay phương sai. Thì có một cái may mắn là mình đã được bỏ cái phần phương sai đi rồi, cho nên còn có hai cái để em nhận dạng thôi, đó là tỷ lệ hay trung bình. Thì khi cô đọc cái bài của tụi em á, cô phải nhìn ra cái chữ trung bình hoặc tỷ lệ trong cái giả thiết kiểm định. Cho nên ở đây nếu mình em gọi A là chi phí để mà làm đồ án tốt nghiệp chẳng hạn, đồ án tốt nghiệp của một sinh viên, ví dụ như vậy, nếu mà em thiếu cái chữ trung bình này thì là cô sẽ trừ điểm nhé. Bởi vì cô cần bài toán em xác định rõ là em kiểm định theo tham số nào. Còn cái chi phí mà làm đồ án tốt nghiệp của một sinh viên á, thì nó phụ thuộc vào từng sinh viên một, cho nên bỏ cái chữ trung bình đi thì nó là biến ngẫu nhiên. Mình không đi kiểm định một cái biến ngẫu nhiên, bởi vì là kiểm định giá trị đấy thì mình đâu có biết nó bằng bao nhiêu đâu. Mình kiểm định cái hằng số, tức là trung bình của nó. A là chi phí trung bình của làm đồ án tốt nghiệp của một sinh viên khoa cơ khí. Rồi trong thực tế. Đó. Mình có liệu mình làm một hồi mình có biết được A bằng bao nhiêu không? Câu trả lời là không. Ở phần chương 6 á, thì mình biết được là A là trung bình. Vì vậy cho nên là nếu mà mình đi khảo sát á, thì mình sẽ có được là khoảng ước lượng cho A nhé. Là mình có được là x gạch ngang trừ epsilon cho đến x gạch ngang cộng epsilon. Đó là khoảng cho A. Nhưng mà đó là chương 6, là khi mình đưa cái ý kiến của mình lên.
Còn chương 7 á là người ta không hỏi em là A nằm ở bao nhiêu, em đoán A là bao nhiêu, người ta không hỏi, người ta chỉ hỏi là cái A đó nó có phải là 4,5 triệu hay không, hay là lớn hơn, hay là nhỏ hơn, hay là khác. Tức là em chỉ đi kiểm định với con số người ta đưa ra thôi, chứ em không có nêu cái ý kiến của mình là A bằng bao nhiêu hết. Đó là hai loại bài nó khác nhau như vậy. Thì giả thiết không của mình ở đây sẽ là A bằng 4,5, và giả thiết đối ở đây là số của văn phòng khoa thấp hơn, như vậy là cái A này lớn hơn 4,5. Từ đó mình dẫn đến miền bắc bỏ của mình sẽ là miền bên tay phải cho đến cộng vô cực. Rồi. Rồi, chúng ta kiểm tra tiêu chí này. N nhỏ hơn 30. Rồi. Rồi, mức chi phí tuân theo phân phối chuẩn là yếu tố thứ hai. Đề bài không cho phương sai thì chúng ta có ba cái yếu tố này, nên là chúng ta tra bằng student là T của alpha. Cô nhắc lại nhé, kể cả alpha, kể cả T, kể cả Z, thì nếu mà là một phía đó thì mình lấy cái chữ alpha, mà hai phía thì mình lấy alpha chia 2. Vậy chỗ này là T của alpha bậc N trừ 1. Rồi mình thay số, thay biểu thức là T của 0,025, N trừ 1 là 11 cho đến cộng vô cực. Rồi. Để cô để đây nhé, xem bạn nào tra rồi thì comment lên cho cô với nhé. Nãy giờ lớp mình làm đến phần nào rồi mà bây giờ cô hỏi ai tra cái bảng rồi thì phải hống ai nhắn comment lên đây thế. À, 2,201. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Đây là bước 1 này, đây là bước 2 này, đây là bước 3 này. Bước 3 là mình tính tiêu chuẩn kiểm định đó. Tiêu chuẩn kiểm định là mình gọi T quan sát hay là gọi Z quan sát thì cũng được nhé. Gọi cái gì cũng được, quan trọng là biểu thức đúng thôi. X gạch ngang trừ A0 chia cho S nhân căn N. Rồi, bây giờ mình thay số vào này. Thì x gạch ngang của mình, nãy giờ cô chưa có kết quả. X gạch ngang bằng S bằng, mọi người ơi, mọi người bấm kịp chưa, comment cho cô với. Rồi, 4,6083. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, S sẽ bằng là 0,1975. Ok em. Rồi, mình thay số vào ha. 4, rồi, chỗ này đây là bằng 4,6083 trừ đi 4,5 chia cho S là bằng 0,1975 rồi nhân với căn của 12. Rồi mình sẽ ra một con số. Một phẩy tám chín chín sáu. Cảm ơn em. 1,8996 thuộc vào miền Bắc Bỏ, à không, thuộc vào miền Bắc Bỏ W alpha. Cô nhắc lại này, miền Bắc Bỏ là miền để bác bỏ H0, cho nên không thuộc, tức là
là không có bỏ được hát không nhé, chưa bác bỏ được hát không, hoặc là không bác bỏ được hát không cũng được, chưa bác bỏ hát không. Dẫn đến là cái H1 không thể công nhận được, mà H1 của mình là cái số liệu của văn phòng khoa thấp hơn thực tế, nhưng mà mình không bác bỏ được H0 thì mình không có lý gì mình công nhận H1 hết, cho nên mình sẽ nói rằng là không thể nói hoặc là chưa thể nói số liệu của văn phòng khoa là thấp hơn thực tế. Mình đã xong một bài rồi, xong một phần rồi. Rồi, không có câu hỏi nào đúng không mọi người? Thế thì mình sẽ sang câu B nhé. Rồi, tuy nhiên là câu B thì lại là một cái dạng mình chưa có học. Thì bây giờ cô giới thiệu về lý thuyết trước nha. Mình đi xuống dưới này, mình sẽ có một cái cặp hai cái bảng ở trên này đây, hai cái bảng. Thì cái bảng của cô là cô, mặc dù cô cập nhật rồi nhưng mà cô vẫn cập nhật bị thiếu. Có nghĩa là mọi người để ý cho cô nhé, cái bảng đúng sẽ là miền hai phía thì là alpha trên 2, alpha trên 2, còn một phía là alpha, kể cả z kể cả t cũng vậy. Cho nên là cái bảng này cô cập nhật xong mà cô vẫn bị sót chỗ này này. Chỗ này là z của alpha trên 2. Đó, trên 2. Rồi cái này là alpha trên 2. Cái này là alpha thôi. Còn cái này là alpha thôi. Ừ, cho mọi người biết rồi thì tự sửa cho cô nhé. Rồi tiếp theo này. Chúng ta xét 4 dạng. Dạng thứ nhất, khi mà so sánh trung bình hai tổng thể với hai cái mẫu cho trước, thì mình phải có dữ liệu x1, x2 là tuân theo phân phối chuẩn. Nghĩa là chi phí làm đồ án của một sinh viên khoa cơ khí là tuân theo phân phối chuẩn, mà chi phí làm đồ án của sinh viên khoa máy tính cũng tuân theo phân phối chuẩn. Mình có hai cái này chuẩn. Rồi phương sai tổng thể đã biết. Trường hợp này rất là ít gặp nhé, bởi vì ít khi nào người ta cho mình trước phương sai tổng thể lắm. Nếu mà cho trước thì bài thì mình biết rằng là cái hàm trung bình sẽ tuân theo phân phối chuẩn, cho nên là bài toán này được gọi là z-test. Thì chúng ta có miền bác bỏ này, rất là dễ hiểu đúng không? Cái giả thiết ở đây sẽ là gì? Điểm trung bình. Ví dụ như khảo sát ngẫu nhiên một số sinh viên khoa xây dựng, khảo sát ngẫu nhiên một số sinh viên khoa điện. Mình có thể nói rằng chiều cao trung bình của sinh viên hai khoa là giống nhau hay là khác nhau. Thế thì mình có đặt thì đặt là chiều cao trung bình của hai khoa bằng nhau. Rồi giả thiết H1 là mình chọn khác nhau. Đó, khá là dễ hiểu đúng không? Rồi miền bác bỏ thì mình sẽ có được 1, 2, 3. 3 trường hợp này tương ứng với 3 cái H1. 3 cái H1. Rồi tiêu chuẩn kiểm định thì mình thay số vào thôi. Mình nói là hàm chuẩn cho nên là mình sang bằng chuẩn. Rồi cái này dễ hiểu ha. Trường hợp thứ hai, dữ liệu cũng tuân theo phân phối chuẩn nhưng mình không biết sigma bình phương, sigma 1 bình và sigma 2 bình mình không biết. Chính vì không biết cho nên bài toán được gọi là t-test. Nghĩa là hàm trung bình sẽ tuân theo phân phối chuẩn, phân phối student. Nhưng mà ở đây á, thì nó có một cái giả thiết rằng tuy mình không biết phương sai nhưng cái độ phân tán của hai nhóm dữ liệu là không giống nhau, nó là khác nhau. Và mẫu độc lập, hai mẫu độc lập thì các em có thể thấy rằng là cái trường hợp 2 này với trường hợp 3 này này là nó gần giống nhau, nó chỉ khác nhau một tí xíu là mình có thể giả thiết độ phân tán dữ liệu của hai tổng thể là bằng nhau, có thể giả định là có hai cái phương sai xem nhau. Như vậy á, là
mình có hai cái trường hợp này. Nếu mà đề bài ghi rõ là hai phương sai bằng nhau thì mình chọn trường hợp này. Mà đề bài ghi hai phương sai khác nhau thì đương nhiên mình chọn trường hợp này. Nhưng nếu đề bài không ghi gì thì sao? Thì nếu không ghi gì thì mình sẽ chọn cái trường hợp là không không không, mình sẽ hiểu rằng là không có cơ sở nào để nói rằng là nó bằng nhau. Thế mình sẽ chọn trường hợp 2 nhé. Nó không ghi gì thì mình sẽ chọn trường hợp 2. Rồi bây giờ trường hợp này á, thì cái trung bình của mình á, cái hàm t này này sẽ phân cân theo phân phối student, nhưng bậc v này tính rất là cồng kềnh nhé. Đây bậc v này là bậc vô cùng cồng kềnh luôn. Thì mọi người cũng sẽ phải ngồi tính thôi mà công thức được mang vào phòng thi mà. Rồi mình tính cái v này, sau đó mình lấy làm tròn. Mình mới tra bảng V, bảng student này. Nhưng mà khi mình tra bảng student này nhá, thì mình vẫn chỉ tra với những cái V nào mà lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 30 thôi thì mình tra. Thế còn nếu V mà lớn hơn 30 thì tụi em có thể chuyển qua tra bảng chuẩn. Bởi vì là hàm student là nó không có trường hợp lớn hơn 30, thế nên mình tra bảng chuẩn. Có điều là giả sử như mà mình thấy cái hai cái mẫu đều lớn hơn 30 thì gần như khả năng là cái V này sẽ trên 30 luôn. Thì lúc đó em tra thẳng cái bảng chuẩn cũng được. Thì cái giáo trình cái này là ở trong giáo trình, cái trường hợp này ở trong giáo trình trình bày nhé. Đến đây thì cô lưu ý một chút xíu. Bắt đầu một chương học kỳ này á, là chương 7 á, là mình sẽ xét đầy đủ các trường hợp của đề toán hai mẫu. Không như các học kỳ trước. Các học kỳ trước là không có đầy đủ các trường hợp của hai mẫu. Và các trường hợp các học kỳ trước thì mình làm so sánh, ví dụ đề bảo so sánh một phía hai phía thì mình làm so sánh khác rồi kết luận thì cũng được, gọi là cách một và cách hai. Nhưng mà có học kỳ này thì thống nhất lại là chỉ có một cái cách thôi. Chính vì vậy nó có hai cái lưu ý ở đây. Lưu ý thứ nhất là nếu bạn nào sử dụng giáo trình thì phải có hướng dẫn sử dụng đi kèm giáo trình, hoặc là cái video á, cái trang video á, tức là bài giảng trên trang video thì phải có hướng dẫn sử dụng đi kèm. Cho nên là cô sẽ không có nói chung là cô không khuyến khích các em sử dụng riêng nhé. Bởi vì nếu mình đọc trong giáo trình á, thì mình sẽ thiếu trường hợp. Thiếu trường hợp nhé. Bởi do học kỳ này tự nhiên là bổ sung thôi. Cho nên mình đọc trong giáo trình là mình thiếu trường hợp. Nếu mà cô dạy theo giáo trình thì cô phải có cái giải thích đi kèm nữa. Nhưng mà cô không có dạy theo giáo trình cho nên là cô chỉ nói là ở bài giảng đây, em đi theo bài giảng đi nhé. Đừng có hỏi cô là tại sao trong giáo trình là ghi này mà cái kia ra ngoài. Bởi vì giáo trình là phải có hướng dẫn sử dụng đi kèm. Rồi cái tiếp theo á, là bài tập. Thì các em đọc các cái đề cũ của học kỳ 1 năm trước, học kỳ 2 năm trước. Thì các đề cũ đấy chỉ không có đủ các dạng bài tập hai mẫu nhé. Là lý do là lúc đó chưa có thống nhất thôi. Nên là bài nó không đủ. Thì mới học kỳ này mới bắt đầu đủ này. Học kỳ này mới có. Như vậy nếu mà em muốn tìm bài tập mẫu thì nó thiếu nhé. Em sẽ thiếu cái bài tập mẫu của các đề cũ. Nó thiếu đề mẫu. Thế thì mình làm gì? Thứ nhất là mình làm đọc các cái ví dụ trong này đi. Ví dụ trong này của cô là cô lấy trong sách gì? Trong sách thống kê ứng dụng. Những bài của cô là đọc có lấy trong sách thống kê ứng dụng .pdf. Không phải bài này nhé, chỉ có mấy bài mà cô không sửa đó. Mấy bài cô không sửa đó là cô lấy trong cái thống kê ứng dụng file PDF ở trên e-learning. Thì các em làm xong rồi các em mở cái file đó ra, tụi em xem thử xem là đáp án của tụi em có giống đáp án của người ta làm không. Những cái bài cô không sửa đó, chứ còn bài này thì không có. Rồi tiếp theo là cô đã đưa thêm bài tập nhé. Chúng ta có thể lên e-learning xem là cô đã để thêm một số bài tập tham khảo cho tụi em ở trên đó.
Rồi, thế là được rồi nhé, các hai cái ghi chú được cô vâng. Rồi đến đến đây tiếp theo này, ở dưới này nói cái gì? Ở dưới này nói rằng là ở trường hợp tổng quát trong bài toán so sánh hai trung bình á, là người ta còn cho phép so sánh với một cái sự chênh lệch. Tức là thay vì mình khảo sát là A1 bằng A2 ở H0 thì mình có thể đặt A1 bằng A2 cộng với một cái con số chênh lệch là hằng số nữa. Cô nói ví dụ thế này nhé. Ví dụ mình nói rằng là giải thường thường điểm giải tích 1 của sinh viên là cao hơn điểm giải tích 2. À đây đây là do cái quan điểm của cái đề thôi nhé, chứ tụi em có thể nghĩ khác. Bởi vì là sinh viên giải tích 1 đó, nó có nhiều thứ mà ở phổ thông học rồi, cho nên là nhìn quen. Qua giải tích 2 là rất là nhiều thứ lạ, cho nên không quen lắm. Vì vậy cho nên chúng ta có thể xem như là điểm trung bình của giải tích 1 đó là sẽ lớn hơn hẳn giải tích 2 cỡ khoảng 1 điểm chẳng hạn. Tức là cô nói là điểm trung bình giải tích 1 là cao hơn điểm trung bình giải tích 2 1 điểm. Thế thì khi đó A1 là trung bình giải tích 1, A2 là trung bình giải tích 2. Thì H0 của mình á, nếu mà mình kiểm tra A1 bằng A2 thì quá là bình thường. Mình kiểm tra xem có đúng là điểm trung bình của giải tích 1 á, là sẽ chênh với trung bình giải tích 2 khoảng 1 điểm hay không. Thì mình cộng với 1 này vào đây. Nhớ. Còn H1 thì mình kiểm định khác ở đây. H1 là kiểm định khác. Hoặc là mình nói là lớn hơn chênh chênh của nó hơn 1 điểm. Hơn 1 điểm thì là mình sẽ cái kiểm định lớn hơn ở đây á. Rồi bây giờ mình sang dạng thứ 3. Thì dạng thứ 3 khi mà đề bài nói sẵn là phương sai bằng nhau thì tụi em có thể tính là phương sai gộp, là mình gộp hai cái phương sai lại. Tuy mất công gộp hai cái phương sai để chọn một cái phương sai gộp làm đại diện trong cái biểu thức này, nhưng mà bù lại thì cái bậc của mình nó lại tính rất là khỏe, đó là bậc student mà mình lấy n1 cộng n2 trừ 2 thôi là xong. Luôn luôn kèm cái bảng này nhé, bởi vì là công thức của nó khá là nhiều. Trường hợp thứ tư là có một cái đặc biệt, đó là gì nhỉ? Hai mẫu phụ thuộc tương ứng theo cặp, có cùng kích thước và phụ thuộc tương ứng theo cặp. Thì bây giờ cô mới giải thích kỹ cái khái niệm là trên này là hai mẫu độc lập thì ở dưới là hai mẫu phụ thuộc theo cặp, thì nó giống nhau và nó khác nhau như thế nào. Bây giờ người ta muốn khảo sát cái gì? Ví dụ như là người ta muốn khảo sát điểm môn giải tích 1 và điểm môn giải tích 2. Đó. Thì người ta muốn khảo sát xem điểm trung bình của chúng nó có như nhau không. Thì tụi em có thể khảo sát là H0 là A1 bằng A2. Rồi. Mình lấy ngẫu nhiên 4 sinh viên ABCD. Rồi mình hỏi điểm của chúng nó. Thì bốn đứa này cho cô cái điểm là 5, 7, 8, 4. Ví dụ thế. Còn giải tích 2 cô khảo sát 5 sinh viên. Thì 5 sinh viên này cho cô điểm của chúng nó sẽ là, ví dụ như bạn E đi, bạn H, bạn P, bạn C, bạn M. Là 5 đứa ha. Nó có thể trùng hay không trùng bên này không quan trọng. Rồi mình sẽ có được điểm giải tích 2, ví dụ như là 7, 6, 5, 5, 8 và gì thế. Thế thì hai cái mẫu lấy như thế này này được gọi là hai cái mẫu độc lập. Bởi vì là tụi em lấy ngẫu nhiên, khi mà mình lấy giải tích 2 á, mình không có bị ràng buộc phụ thuộc xem là cái giải tích 1 mình đã lấy những đứa nào. Còn trường hợp thứ hai là mình lấy cũng là giải tích 1 và giải tích 2. Này, nhưng mà tụi em lại chọn sinh viên trước, ví dụ chọn bốn đứa nhá. Xuân, Hạ, Thu, Đông, ví dụ như vậy bốn đứa. Thì điểm của giải tích 1 của Xuân là 4, giải tích 2 là 7,
Điểm của bạn Hạ là chỗ này là 7, chỗ này là 5, rồi chỗ này là 6, chỗ này là 8, chỗ này là 6, chỗ này là 4 và chỗ này là 8. Đó, giả sử như thế. Thì mình lấy ngẫu nhiên bốn đứa này, thì tụi em thấy cái mẫu này này rõ ràng là tương ứng theo cặp, đúng không? Điểm giải tích 2 là phải đúng là của bạn Xuân cơ chứ không phải là của bạn khác. Giải tích 1 là của Xuân rồi thì giải tích 2 cũng là của Xuân. Giải tích 1 của Hạ rồi thì giải tích 2 cũng là của Hạ. Có nghĩa là nó có một cái sự tương ứng theo cặp. Đó. Hoặc là hoặc là ví dụ nhé, mình muốn khảo sát xem là cái doanh số bán hàng, ví dụ như ở một 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 công ty á, họ muốn khảo sát xem là doanh số bán hàng của tháng tháng 4 năm trước với cả tháng 4 năm nay có như nhau không. Nhưng mà nếu họ trước đây họ không có số liệu của đầy đủ hết để họ so sánh, tại vì nếu mà mình là công ty lớn có số liệu hàng ngày hết rồi thì mình không cần phải lấy mẫu, mình lấy thẳng cái số liệu có luôn. Nhưng mà bây giờ giả sử mình lấy mẫu đi, mình không có số liệu tổng quát, mình lấy mẫu thì mình khảo sát là doanh số của tháng 4 năm ngoái và những ngày sau nhé, tháng 4 của đây là số của năm trước, năm trước thì người ta lấy cái ngày gì, ví dụ ngày mùng 5 tháng 4, mùng 10 tháng 4, 20 tháng 4 và 25 tháng 4, ví dụ như vậy, 30 tháng 4 đi chẳng hạn. Đó, bộ 5 cái. Thì năm nay mình lấy dữ liệu để mình so sánh thử xem là có cao hơn không. Cùng là tháng 4 thì mình sẽ lấy tương tự đúng cái ngày luôn nhé, cũng là ngày 5 tháng 4, cũng là ngày 10 tháng 4. Đó. Tức là mình lấy đúng thứ tự ngày đó. Như vậy, ví dụ như năm trước ngày mùng 5 tháng 4 doanh số của người ta là bao nhiêu? Đây, ví dụ khi đó mình sẽ thành một cái bảng. Đây là bảng năm trước. Năm trước và bảng năm năm nay. Thì mùng 5 tháng 4 năm trước ấy, doanh số của người ta là 16 triệu. Ví dụ như vậy. Rồi mùng 5 tháng 4 năm nay doanh số là 17 triệu. Rồi mùng 10 tháng 4 năm trước là 11 triệu. Và mùng 10 tháng 4 năm nay có thể là 13 triệu. Rồi 20 tháng 4 năm trước sẽ là 18 triệu. Còn 20 tháng 4 năm nay sẽ là 15 triệu. Đó, ví dụ như vậy thì mình lấy tương ứng như này, tức là tương ứng theo đúng cái ngày tương tự trong tháng, nghĩa là mình lấy có một cái sự tương ứng một 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 cái cũ với cái mới nhé. Thì mục đích của cái mẫu gọi là mẫu phụ thuộc theo cặp như này, mẫu phụ thuộc theo cặp đó, thì mục đích này á, là để so sánh cái sự phát triển hay là định đánh giá một cái dự án hay một cái hiệu quả của một cái quá trình, thì người ta làm như thế này nhé. Lý do tại sao mà mình lại khảo sát theo phải theo đúng thứ tự ngày, mình có thể lấy ngẫu nhiên 5 ngày của năm trước và ngẫu tháng 4 năm trước và 5 ngày ngẫu nhiên tháng 4 năm sau để so sánh không? Thì như vậy nó không đúng, tức là không đúng ý người ta. Ví dụ này, nếu mình lấy ngẫu nhiên 5 ngày của tháng 4 năm trước, mà 5 ngày đấy là 5 ngày đầu tháng, xong rồi 5 ngày của tháng 4 năm nay lại là cuối tháng, thì có thể doanh số đó nó không tương ứng. Bởi vì sao? Ví dụ như là gần gần cuối tháng này có lễ này, như vậy có thể là doanh số cái cuối tháng nó sẽ cao hơn doanh số đầu tháng, bởi vì là người ta bắt đầu được thưởng này, người ta được nghỉ lễ này, người ta sẽ mua nhiều hơn. Vậy mình lấy mẫu mà lệch ngày, từ ngày cái ngày thứ tự ngày trong tháng nó cũng quan trọng, nên mình lấy lệch cái ngày thì số liệu của mình nó sẽ không đánh giá được có sự tăng trưởng tương ứng theo cái ngày hay không. Nó đấy, cho nên là mình phải đọc cái đề để mình xem mẫu của mình là phụ thuộc theo cặp hay là độc lập. Cái này cũng là phụ thuộc tương ứng theo cặp, cái này là mẫu độc lập. Rồi nha, không không ai nói gì, cô cứ coi như là mọi người nghe hiểu hết rồi nha. Khi mà gặp dữ liệu theo cặp á, thì người ta sẽ chuyển nó thành bài toán một mẫu thôi. Mặc dù mình có hai mẫu, nhưng mà người ta chuyển về một mẫu thôi. Đó là cái mẫu, cái hiệu số của hai biến. Ví dụ như thế này. Đây, nếu mà mình làm cái bài toán này độc lập nhé,
thì cái tiêu chuẩn kiểm định của tụi em sẽ là gì? Nó là x1 gạch ngang trừ x2 gạch ngang, tức là mình tính trung bình hai mẫu chia căn bậc 2 của S1 bình phương trên N1 cộng với S2 bình phương trên N2. Nhưng mà cái mẫu theo cặp này này thì mình sẽ đặt một cái biến gọi là biến D, là độ chênh lệch. Mình sẽ lấy giải tích 1 trừ đi giải tích 2 là biến chênh lệch. Và mình lấy hai cái này trừ nhau ra một cái mẫu. Thế thì mình sẽ làm bài toán kiểm định trên một cái mẫu này mà thôi. Có nghĩa là mình kiểm định xem chênh lệch của nó là bằng 0 hay là lớn hơn hay là nhỏ hơn. Đó, ý tưởng nó là thế nhé. Để mình quay về bài này. Rồi, bây giờ mình nhìn cái bài này thì mình sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ lấy một cái biến là biến D bằng x1 trừ x2. Là chúng ta cuối cùng chúng sau khi đặt xong á, chúng ta sẽ suy ra nó chỉ còn là một mẫu thôi nhé. Chuyển về bài toán so sánh trung bình hay là bài toán kiểm định trung bình một mẫu. Mẫu là mẫu mẫu này này, x1 trừ x2 xong thì cái mẫu đấy tính như thế này. Rồi tiêu chuẩn kiểm định đây. Rồi hàm T đây. Đó. Tí nữa mình sẽ lấy một ví dụ cho phần này, mình sẽ làm thì sẽ dễ hiểu hơn. Còn bây giờ á, là tụi em có 10 phút nghỉ giải lao xong rồi mình sau khi nghỉ giải lao xong thì mình làm bài B nhé, câu B của câu lúc nãy đó. Đây, lúc nãy mình chưa có câu B, bây giờ mình làm câu B ha. Mình nghỉ giải lao 10 phút này xong mình làm 10 phút nữa rồi cô sửa bài.
Cô chào mọi người nha. Nãy giờ máy của cô bị mất điện và cô không biết. Nãy giờ chắc không. Ok, rồi bây giờ để cô xem lại cái bài nhé. Đến giờ cô mới phát hiện ra là máy của cô bị mất điện nhé. Mất điện. Rồi, bây giờ cô sửa luôn nhé cho nó nhanh. Ở đây mình nhớ là mình có hai cái mẫu mà mình so sánh về chi phí trung bình của bài toán hai mẫu, thì là mình sẽ chọn một trong bốn dạng kia. Thì nãy giờ tụi em làm thì chắc tụi em biết là mình lựa chọn dạng số 2 rồi nhá. Thì cô không hỏi là tại sao lựa số 2 nữa. Bây giờ mình thu hẹp cái bảng này lại đi. Ví dụ khoa cơ khí như vậy, khoa máy tính thì cái số liệu mình để đây. Rồi câu A mình làm rồi thì mình bỏ đến đây. Rồi hết, bây giờ mình làm câu B. Chúng ta có giả thiết là cô có thể gọi lại cũng được nhé, gọi A1 là cái chi phí trung bình để làm đồ án tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp của một sinh viên khoa cơ khí. Và A2 là chi phí trung bình tương tự của sinh viên khoa máy tính. Mình đặt giả thiết không á, là A1 bằng A2. Bây giờ giả thiết đối H1 thì mình có hai lựa chọn ở đây, bởi vì cái bài này là bài ghi chữ so sánh. So sánh thì tụi em so sánh lớn hơn, nhỏ hơn hay là so sánh khác đều được. Cho nên đề này là đề mở, có hai lựa chọn. Một là mình so sánh khác thì nó là A1 khác A2. Hoặc là mình lựa chọn một cái cách khác, đó là so sánh một phía là A1 bằng A2 và H1. Bây giờ mà muốn một phía đó thì không phải là mình lấy phía nào cũng được đâu. Thì đến đây nhá, mọi người để ý là các phần mềm thống kê cũng vậy. Khi mà các phần mềm thống kê chạy á, là họ mà một phía đó thì họ phải chọn, các phần mềm nó sẽ tự chọn một cái phía luôn. Thì chúng ta nhìn vào cái thông tin ở trên mẫu này. Mẫu 1, N1 là 12 sinh viên. X1 gạch ngang bằng 4,6. Tôi nhớ là hình như 6038 hay 83 ấy nhỉ? 83 đi ha. Nếu mà sai thì bạn nào comment dùm cho cô nhé. S bằng là 0,1975. Rồi, đấy là mẫu 1. Bây giờ mẫu 2 này, N2 bằng 50. Rồi X2 gạch ngang bằng và S bằng. Cái này thì cô không nhớ thật. Bạn nào ơi comment dùm cho cô với. Rồi anh chàng Vĩ Khang cười sung sướng này, comment cho cô xem nãy giờ em bấm máy ra cái gì. Lớp mình cô cho nghỉ giải lao xong lớp mình đi lạc nhiều quá ha. Rồi bốn cô cảm ơn. 4,73 rồi 0,5463. Rồi như vậy mình nhìn vào đây mình đặt nha. X1 gạch ngang là 4,6 mà bên này là 4,7. Cho nên khi mà
Khi mà mình so sánh á, mình dựa vào hai cái mẫu đấy mình đặt theo chiều của nhớ A1 nhỏ hơn A2. Tụi em đừng có đặt A1 lớn hơn A2. Bởi vì nếu đặt A1 lớn hơn A2 thì miền Bắc Bỏ sẽ là bên tay phải. Trong khi đó tiêu chuẩn quan sát kiểu gì nó cũng âm. Và mình biết trước là nó không thể lọt vào miền Bắc Bỏ, hay là nói cách khác mình không thể thể bỏ H0 được. Do đó mình kiểm định á, là mình phải kiểm định theo cái chiều của cái trung bình mẫu nhé. Rồi đấy mình đặt như vậy. Rồi bây giờ cái bên phải này được coi như là tham khảo thôi, chứ mình sẽ không sửa cái này. Và khi đi thi thì thường là đề sẽ cho rõ luôn là khác hay là nhỏ hơn, hay là nhỏ hơn lớn hơn. Bởi vì là đi thi thì các thầy cô phải làm đáp án mà. Nếu mà tụi em chọn một trong hai cái thì các thầy cô phải làm thêm đáp án, cho nên thường là sẽ không có lựa chọn thoải mái thế đâu. Và đây là bước 1 này. Bước thứ hai là mình lấy miền Bắc Bỏ. Thì trong trường hợp này mình sẽ lấy miền Bắc Bỏ là hai phía, là trừ vô cực cho đến, bài này là chưa biết phương sai tổng thể cho nên là mình sẽ tra hàm T student. Thì hàm student này á, là mình lấy T của alpha trên 2 bậc E bậc V. Rồi đây là dấu trừ á. Rồi hợp với T của alpha trên 2 bậc V cho đến cộng vô cực. Rồi. Cái V thì tính như thế nào? Lúc nãy biểu thức của mình là V là một biểu thức rất là cồng kềnh đúng không? Mình có cái biểu thức quá là cồng kềnh luôn á. Thì cô nhớ kết quả của các bạn hôm qua, cô nhớ các bạn đến là 50,14 bao nhiêu á, chấm chấm âm chấm. Có nghĩa là mình sẽ chọn V là một số nguyên, là mình lấy V bằng 50 thôi. Mình gặp tròn bình thường thôi nhé, 50. Thì khi mà tụi em tra bảng student á, thì với cái V bằng 50 thì cái bảng có thể không tra, không đủ để tra, cho nên mình sẽ xấp xỉ chuẩn luôn. Vậy thì đến đây mình sẽ chuyển sang là xấp xỉ phân phối chuẩn. Xấp xỉ chuẩn thì mình sẽ lấy làm nhà miền Bắc Bỏ là trừ vô cực đến trừ 1,96 hợp với 1,96 cho đến cộng vô cực. Rồi đây là bước thứ hai, bước 1 để bước 2 này, bước 3 tính tiêu chuẩn kiểm định. Rồi chúng ta thay công thức vào thôi. Z quan sát bằng x1 gạch ngang trừ đi x2 gạch ngang, rồi chia cho hai cái phương sai khác nhau thì mình làm bình thường thôi nhé. F1 bình phương chia cho N1 cộng với F2 bình phương chia cho N2. Rồi, và mình tính thử xem Z quan sát bằng bao nhiêu. Rồi sau đó mình kết luận là do Z quan sát thuộc hay không thuộc gì đấy nhá, cô chưa biết nữa, để đây. Bạn nào có cái Z quan sát thì comment cho cô nhé. W alpha, cho nên mình chấp nhận hay bác bỏ hay đây, để đây, chứ chưa biết là chấp nhận hay bác bỏ nữa. Trừ 1,346, coi như anh chàng này đúng luôn rồi nhé. Có số là cô lấy thôi, đứa nào thấy nó sai thì phải comment vô nhé. Như vậy là chưa thuộc 1,3 thì chưa đến rồi, cho nên mình chưa bác bỏ H0. Và mình nói rằng là mức chi phí trung bình của sinh viên hay mình không thể nói rằng là hai khoa có mức chi phí trung bình khác nhau, hay mình nói là không chưa chưa thể hay là mình nói rằng là không không thể nói rằng chi phí trung bình của hai khoa là khác nhau.
đến đây hết chỗ rồi mình sẽ đi lên đây thêm chữ là khác nhau nữa. Các bạn sẽ hỏi cô là vậy em có thể nói là chi phí trung bình của hai khoa đặt bằng nhau không? Thì cũng được nhé, nhưng mà em nói như vậy nghĩa bản chất của cái câu nói là chi phí trung bình của sinh viên hai khoa bằng nhau á, bản chất của câu ấy nó nói là gì? Thứ nhất là em không chứng minh được là nó khác nhau, không phải là em chứng minh được nó bằng nhau đâu nhé, mà là em không chỉ ra được nó khác nhau. Còn cái giả thiết H0 thì lại nói nó bằng nhau. Cho nên là không bác bỏ được cái H0 thì mình có thể tạm như coi như là nó bằng nhau đi. Đấy, ý phân tích đấy. Có câu hỏi nào ở đây không mọi người? Rồi, nếu mà không ai hỏi gì nữa thì mình sẽ làm thêm một bài ở đoạn này nhé. Rồi, ví dụ số 25. Rồi, chúng ta đọc đề 2 phút nhé, rồi cô giải thích cái đề. Bây giờ người ta muốn thử muốn muốn kiểm tra xem là cái phần mềm nào là chạy nhanh hơn với hai cái phần mềm AB có cái chức năng tương đương. Thì khi đó người ta lấy một cái bộ dữ liệu ra và người ta sẽ đặt ra là 10 cái lệnh cơ bản. Người ta chọn ra 10 cái lệnh cơ bản để người ta cho hai cái phần mềm này đều chạy. Cô nói ví dụ nhé. Lệnh thứ nhất là gọi cái file dữ liệu ra. Cùng một cái file đấy nhưng mà cái phần mềm A thì chạy mất 9,98 giây mà phần mềm B là 9,88 giây. Lệnh thứ hai là vẽ một cái đồ thị chẳng hạn. Thì lệnh phần mềm A thì cũng cùng một cái đồ thị giống nhau nhé. Thì phần mềm A chạy ra mất 9,88 giây mà phần mềm B là 9,86 giây. Tương tự thì mình xử lý hết 10 cái lệnh. Chọn ngẫu nhiên ra 10 cái lệnh ha, thì mình xử lý hết 10 cái lệnh này thì cái số liệu ở đây. Vậy là cái thời gian để xử lý một lệnh á, ở phần mềm A được gọi là biến x1. Thời gian xử lý một lệnh của phần mềm B là biến x2. Chúng ta sẽ thấy rằng là cùng lệnh số 1 á, thì chúng ta phải đi một bộ cặp như thế này. Nếu chúng ta đổi thứ tự các dữ liệu ở cái cột thứ hai là mình đã thấy kết quả nó không đúng rồi. Tại vì là cái thời gian này là phải tương ứng với những cái lệnh giống nhau. Do đó cái dữ liệu này được gọi là dữ liệu tương ứng theo cặp. Rồi, tức là không là là dạng số 4 đúng không nhỉ? Dạng 4 nhé. Bây giờ với dạng 4 á, thì tụi em sẽ phải chuyển nó về cái một biến. Một biến á, là mình lấy biến D này là cái phần chênh lệch. Là biến chênh lệch mình lấy x1 trừ đi x2 và mình khảo sát trên một biến này thôi. Cô xin lỗi, một mẫu, chứ trên một mẫu này thôi, mình lấy 9,98 trừ đi
9,88 nhờ 0,1. 9,88 trừ 9,86 0.02. 0.09 rồi 0.11. Rồi nhớ chấm 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 là mình tính hết cái bảng này và gọi là một mẫu đó, mẫu. Rồi sau đó mình đặt giá trị H0, H1 và kiểm định như thế nào? Thì tụi em có 10 phút để tụi em suy nghĩ. 10 phút đấy suy nghĩ và cho cô kết quả của cái mẫu này luôn nhé. Tức là mình sẽ cho cô kết quả là cái N bằng 10 rồi này. Cái x trung bình của cái gì, của cái biến chênh lệch á, là bằng bao nhiêu. Rồi cái S của D á, là bằng bao nhiêu. Đó, bấm máy cho cô cái này xong mình suy nghĩ nhé. Tụi em tự đặt suy nghĩ xem là các 4 bước nó như thế nào. Rồi cô sẽ sửa. Mình có 10 phút nhé.
Cảm ơn bạn Thảo để sẵn số cho cô này rồi ha. Tốt quá. Bạn nào chưa xong thì cố gắng làm tiếp nha. Cô đợi mấy phút nữa. Hay 2 phút nữa nha. Vấn đề là mình phải trình bày nhá. Tụi em tính đáp số đúng thì cũng tốt rồi, nhưng mà mình trình bày không có được điểm thì cũng rất là tiếc nha, cho nên mình phải lưu ý trình bày ha. Anh chàng Thanh Hòa, trời ơi, đã vừa tính chậm lại còn vừa tính sai nữa. Bạn Thảo tính đúng rồi. Cô nghi ngờ Hòa quá, hình như là Hòa kiếm chuyện hay sao á Hòa ơi. Nó giống như là em bắt chước số của bạn đó vậy á. Tại sao lại hai 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 bạn bấm máy mà lại ra 2 con số có quy luật giống nhau quá ha? Rồi bây giờ cô gọi nha, sửa nha. Phần mềm B nhanh hơn phần mềm A thì là mình nói về thời gian, nhưng mà mình phải có chữ trung bình trong đó. Như vậy là thời gian trung bình để xử lý một cái lệnh của phần mềm mềm B là nhỏ hơn thời gian trung bình xử lý một lệnh của phần mềm A. Đặt ý của nó là như vậy. Như cô để cái này nó lệch của bạn này rồi. A1 là thời gian trung bình để xử lý một lệnh của phần mềm A. Nhớ nha, có chữ trung bình này. Rồi A2 là thời gian trung bình để xử lý một lệnh lệnh của phần mềm B. Rồi giả thiết H0 là hai cái này bằng nhau. Giả thiết H1 đó là phần mềm B thì nhanh hơn, có nghĩa là thời gian trung bình của phần mềm A là lớn hơn thời gian trung bình của phần mềm B. Rồi, tiếp theo là mình lấy miền bác bỏ. Mình bóc bỏ W alpha. Rồi. Bài này thì cũng có dấu hiệu của student luôn, bởi vì là kích thước mẫu nhỏ hơn 30 này. Rồi đề bài chưa cho sigma bình phương này và tổng thể có phân phối chuẩn. Ở đây nhá là cái giả thiết này tức là x1, x2 chuẩn. Thì cái D này là tuyến tính của x1, x2 cho nên là D cũng chuẩn luôn nhá. Cho nên là mình có là D tuân theo phân phối chuẩn. Cái phần dư là tuân theo phân phối chuẩn, cho nên là mình sẽ tra bảng student là đúng rồi. Chúng ta lấy bên phải là T của alpha bậc N trừ 1 cho đến cộng vô cực
Ca student. Cái này là cộng vô cực. Có ai tra bảng chưa? Bạn Thảo mới tính tê quan sát mà chưa có tê tra bảng đúng không? Rồi bây giờ bạn Hòa Văn Thảo ai bấm vô cái tra bảng đi nào? À rồi, bạn Minh, cảm ơn Minh. 1,833. Đúng rồi đó. Tức là khi nào mà tụi em biết là mà tôi nhớ là cái số này không quen rồi. 1,833 nhé. Rồi, bước thứ ba là mình tính tiêu chuẩn kiểm định. Mọi người nhớ nhé, nếu mà kích thước mẫu mà lớn hơn 30 á, là mình cứ tra Z nha. Rồi, tiêu chuẩn kiểm định của mình sẽ là tiêu chuẩn của một biến nhé tụi em. Phần này là chuyển về một biến là Z quan sát hay là T quan sát cũng được. Bằng X gạch ngang của D trừ đi cái à cái này nhé, cái viết thế này cũng được, hoặc là mình viết thế này này, hoặc là mình viết về một biến thì mình viết H0 bằng A của D á, là bằng bằng 0. Và cô giải thích chỗ này một tí xíu nhé. AD là trung bình của cái biến chênh lệch, thì do cái biểu thức D bằng X1 trừ X2 này này, cho nên là mình viết A của D á, thì sẽ bằng là A1 trừ A2 nhé. Cho nên là cái H0 là A1 bằng A2. Thì điều đấy có nghĩa là cái trung bình của chênh lệch là bằng 0. Còn cái A1 lớn hơn A2 thì chuyển vế qua thì mình sẽ có là A1 trừ A2 lớn hơn 0 hay là A của D á, là lớn hơn 0. Đó, đây là H1. Thì tụi em viết cái tiêu chuẩn kiểm định nào cũng được. Nhưng mà tiêu chuẩn này thì là giống như một biến này. Còn tiêu chuẩn này là hai biến. Viết cái nào cũng được nhé, nhưng mà viết cái bên phải thì mình dễ nhìn cái tiêu chuẩn quan sát ở dưới này hơn. Và x trung bình trừ đi A0 tức là trừ đi 0 chia cho Fx, bây giờ là Fd, f của D nhân với căn của N. Rồi, mình thay số vào là 0,084 trừ đi 0 chia cho 0,0844 nhân căn của 10 trừ 1 là còn 9. Rồi bằng cái con số của bạn Thảo là bao nhiêu? Số của Thu Thảo là 3. Rồi, con số lớn như này nó đã thuộc vào miền bắc bỏ rồi, W alpha. Rồi bây giờ thuộc vào miền bắc bỏ thì bác bỏ H0 nhé, chấp nhận H1. Mình đợi một chút xíu vậy, cái máy của cô nó đang quay. Tụi em biết bác bỏ H0 thì ghi kèm luôn, chấp nhận H1 ghi kèm nhé. Rồi, chấp nhận H1 xong rồi mình sẽ trả lời theo cái hướng mà đề bài hỏi. Thực ra là mình chấp nhận H1 cũng là ok rồi nhé. Bởi vì là tụi em đã ghi rõ H1 ở đây và tụi em đã gọi A1, A2 là cái gì rồi. Cho nên đến đây chấm hết cũng được. Còn nếu muốn thì trả lời thì sẽ trả lời theo cái ý của đề bài là phần mềm B là xử lý nhanh hơn phần A, nó có thể coi như là có thể nói là phần mềm B xử lý nhanh hơn phần mềm A. Tốt quá rồi. Mình nghỉ giải lao 10 phút nha, đến 5 giờ 10 ha, là 10 mấy phút rồi. Xong rồi mình sẽ vào làm bài phân tích phương sai.
Đúng rồi. Bạn Hòa hỏi đúng rồi. Biết rồi. Cô đi thi cái này cô rất cái bục rồi. Bây giờ bằng 10 chứ đúng không? Chắc là cô lại bấm máy sai giống như anh chàng nào bấm máy cũng sai đó. Không, nhưng mà đáp số vẫn đúng. Tại vì cô lấy số đáp số của bạn Thảo nên là nó vẫn đúng. Chỗ lệnh 4 là 0,19. À, chết rồi, thế thì cô hiểu rồi, cô hiểu bạn Khang rồi, do cô trừ sai đúng không? Trời ơi, thế mà cô trừ đâu nhỉ? Số 4. Đúng rồi, đúng rồi, tôi chết rồi. 0,80. Nói chung là cô cứ dặn sinh viên đừng có ẩu, nhưng mà cô cũng ẩu thật đúng không? Chỗ này là trừ đi 9,80, như vậy là 0,19, như vậy trừ được 0,11. Vậy đứa nào bắt chước cô là bị sai đúng không? Xin lỗi mọi người, nhưng mà nếu có điểm mình có bị trừ thì không thể đổ lỗi cho cô được, bởi vì mình đã đồng ý với cái sai. Mình nghỉ đến 5 giờ 10 nhé. Chỗ nào mà căn 3 hả bạn bạn Thảo? Căn của cô sửa lại là thành căn 10 mà. Ok, nhưng mà cô sửa lại rồi nhé. Nói chung là hai chỗ bị cô bị sai. Có điều là đáp án của cô vẫn đẹp tuyệt vời, là vì cô lấy đáp án của tụi em. Không thể ganh tị được đâu, bây giờ mình phải cố gắng mình học học xong đi, rồi lúc đấy mình mới có thể sung sướng được, nhưng mình đang đang phải học mà, cho nên là không thể ganh tị với cô được nhá. Tại vì nhờ tụi em thôi. Vậy anh chàng Hòa học hai nhóm luôn à, nếu không được sao mà so sánh được. Không phải là em thấy nhóm này vui hơn nên là em học theo nhóm này đúng không? Ừ, thì đúng rồi, thế em bạn bạn Khang tí nữa mình học qua qua mấy cái đó đó, tức là qua phân tích phân sai á. Đó, tí nữa mình làm bài toán này này. Nhưng mà cô mới nói cách làm thôi chứ nó không khó đâu em, tại vì em vô nửa chừng thì nó khó thôi. Mà phần này đi thi năm ngoái được đến 2 điểm đó, có thì cũng phải lao đầu vô mà làm thôi.
thầy cô đâu có kiểm lý thuyết đâu, thầy cô chỉ kiểm tính toán thôi, mà mình làm theo quy trình là ok rồi. Nếu mà em đừng có đặt chỉ tiêu 10 điểm thì nó cũng không khó lắm đâu. Ơi, 6 điểm không vui được. Thống kê là 7 điểm. Cô nói rằng luôn luôn có thể lấy được tối đa điểm thống kê. Nghĩa là em luôn có thể lấy được 47 điểm thống kê ở trong bài. Cô nói là 7 điểm là trong khả năng của mình nhá. Chứ cô là cô sai trước sai sau là cô không có lấy được 7 điểm đâu. Nhưng mà tụi em khác đúng không? Bởi vì tụi em bị ghép lực đi thi nên là tụi em sẽ phải lấy tối, bao giờ mình cũng cố gắng lấy được 7 điểm. Tức là cô nói 7 điểm thống kê đấy nhá, chưa kể xác suất thì đâu có khó, quá khó. Nếu mà khó thì cũng chỉ một câu khó thôi.
Mọi người ơi, ai chưa đọc cái đề á thì dành 2 phút để đọc đề nhá. Theo kinh nghiệm của bạn Khang á, là thì cô lưu ý là lần sau đừng có vào sớm quá nhá. Nghe lớp lớp trước nói rồi mình lại ảnh hưởng lung lay tinh thần đi đúng không? Còn nếu nếu mà mình vào sớm quá thì mình lại phải ăn ngủ cái gì nhỉ? Ví dụ như là hồi chút xíu mình học 3 tiếng nữa xong thì chuyện thì cái này là chuyện nhỏ. Bài toán này ở cái đề ghi đề rất là cụ thể nhé, tức là người ta theo dõi xem một cái giống cây nó phát sinh trưởng ở ba cái vùng khác nhau, gọi là ba cái điều kiện ngoại cảnh khác nhau. Điều kiện ngoại cảnh là điều kiện về ví dụ như như là thời tiết, khí hậu, rồi nhiệt độ, độ ẩm các thứ, rồi kể cả những cái cánh như là thổ nhưỡng, tức là đất đai các thứ nữa, nên nói chung là các cái điều kiện khác nhau cho ở những nơi vị trí khác nhau thì chiều cao của cây á nó có bị ảnh hưởng hay không, ý là vậy đó. Ví dụ như ở điều kiện ngoại cảnh A người ta trồng rất là nhiều cây, nhưng mà mẫu ở đây người ta khảo sát 6 cây thôi. Tương tự điều kiện B cũng vậy, người ta trồng nhiều cây nhưng mà người ta lấy ra 6 cây, và ở cái ngoại cảnh C thì người ta lấy ra 5 cây để người ta khảo sát. Như vậy là mình thấy mình có ba cái mẫu nha. Tụi em thấy có ba mẫu. Mẫu thứ nhất là những cây ở điều kiện ngoại cảnh A, thì cái này cô gọi là nhóm 1 nhá, nhóm số 1. Rồi nhóm 2 và nhóm 3. Ba nhóm nha. Rồi hãy dùng phương pháp ANOVA để so sánh. Bài này nói rất rõ và sẽ có thể có những bài khác nói không có rõ nhá. Để so sánh chiều cao trung bình của các cây con trong ba điều kiện ngoại cảnh trên. Chiều cao trung bình của các cây con ở trong ba điều kiện ngoại cảnh trên. Vậy là giả thiết H0 mình có thể thấy ngay nhé, là chiều cao trung bình của cây con ở trong nhóm 1 bằng với chiều cao trung bình của cây con ở nhóm 2 và bằng với chiều cao trung bình của cây con ở nhóm 3, là mình có ba cái này. Còn giả thiết H1 của mình á là nó đối với cái này, nghĩa là không không phải cả ba cái chiều cao trung bình này bằng nhau, hay nói cách khác là tồn tại một cái cặp AI nào đấy khác, AI AG nào đấy khác nhau khi mà y khác gì. Rồi đây là so sánh ba trung bình, nhưng mà ở đây không ANOVA thì không có phân biệt là cái nào lớn hơn cái nào nhá, thì hỏi là liệu có phải là chúng nó xem nhau hết hay không mà thôi. Sẽ có nhiều bài sẽ không không nói rằng là kiểm tra trung bình, nhưng mà các em đọc thì các em phải nhìn ra là bản chất của ANOVA là so sánh trung bình. Tiếp theo là miền Bắc bỏ, thì miền Bắc bỏ của nó mình sẽ quan tâm đến cái tiêu chuẩn kiểm định trước, bởi vì tiêu chuẩn kiểm định sẽ tính theo hàm hàm Fisher, gọi là F quan sát ấy, là hàm hàm Fisher, cho nên là miền Bắc bỏ mình sẽ tra bảng theo hàm Fisher. Bây giờ mình nói về một số cái điều kiện khác. Là ví dụ nha, lúc nãy mà so sánh hai trung bình
chỉ cần hai trung bình thôi á là mình thấy mình học nó như trường hợp nhỉ, bốn trường hợp. Trường hợp là hai tổng thể tuân theo phân phối chuẩn này, mẫu độc lập này, rồi chưa biết phương sai hoặc chưa biết phương sai, hoặc là giả định bằng nhau hoặc giả định khác nhau, đúng không? Là tụi em có rất nhiều trường hợp. Còn ANOVA chỉ có một một cái trường hợp này thôi. Nhưng mà điều kiện của cái trường hợp này là gì? Cô sẽ quay lên lý thuyết ở trên này. Đây, điều kiện của trường hợp này là gì? Thứ nhất là tổng thể có phân phối chuẩn, các tổng thể. Có nghĩa là dữ liệu chiều cao của nhóm 1 đó, chiều cao của cây ở nhóm 1 đó là tuân theo phân phối chuẩn. Chiều cao cây của nhóm 2 cũng chuẩn, cho nhóm 3 cũng chuẩn. Chúng ta lưu ý chỗ này nhé, vì chỗ này trong bài tập lớn những nhóm nào mà làm về ANOVA thì phải có cái kiểm tra này nhé. Kiểm tra gọi là kiểm tra mô hình nhé. Dữ liệu là tuân theo phân phối chuẩn này. Rồi các tổng thể có phương sai bằng nhau. Mình không không biết phương sai nhưng mình giả định nó là bằng nhau, sigma một bình phương bằng với sigma hai bình phương và bằng với sigma ba bình phương. Và các quan sát được lấy độc lập, tức là các mẫu được lấy độc lập. Chính vì là nó là đều là phân phối chuẩn, ba cái dữ liệu đó, dữ liệu của ba nhóm tuân theo phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau, cho nên cô vẽ nó dưới dạng là ba cái đường chuẩn có cùng phương sai. Còn trung bình thì nó lệch nhau, nhưng mà có thể được coi là, nhưng mà cái H0 của mình á là giả định là các trung bình là xem nhau, và còn cái phương sai là cũng là xem nhau nhé. Viết thế này nghĩa là nó xem nhau, nó lệch nhau không 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 nhiều, không đáng kể. Mình viết vậy. Và đây là giả thiết để thực hiện được bài toán ANOVA. Và bài toán của mình á là phân tích phương sai một yếu tố, có nghĩa là mình chỉ so sánh trung bình theo yếu tố ngoại đời, điều kiện ngoại cảnh thôi. Còn trong lý thuyết á, thì mình có hai cái bài toán phức tạp hơn, đó là phân tích phương sai hai yếu tố. Có nghĩa là ngoài điều kiện ngoại cảnh chẳng hạn thì mình sẽ xét thêm một cái điều kiện nữa, là cái điều kiện nào đấy khác đi. Ví dụ như là ngoài cái việc mà không khí, đất đai, thổ nhưỡng đi chẳng hạn, mình còn xét thêm điều kiện là riêng, ví dụ riêng một cái điều kiện khác đó là mùa đi, mùa 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 gieo trồng đi chẳng hạn, cái mùa mùa của mình là trồng trong mùa xuân hay mùa hạ hay gì đó chẳng hạn. Ở hai cái phần này thì mình sẽ làm trong bài tập lớn, mà bài tập lớn thì không phải nhóm nào cũng gặp nhé, thì nhóm cái đề tài nào gặp thì mình làm, mà không gặp thì thôi. Còn cái phân tích phương sai một yếu tố này là bắt buộc đi thi nhé, còn hai cái này thì không thi. Bây giờ mình nói về cái tiêu chuẩn kiểm định tính như thế nào. Thì khi mà mình nói về tiêu chuẩn kiểm định á, mình hiểu cái cách tính tiêu chuẩn kiểm định thì lúc đó mình những bước khác thì đơn giản thôi. Vậy việc đầu tiên á là mình định nghĩa. Định nghĩa. Không, để cô copy cái dữ liệu một chút xíu nhé. Dữ liệu của mình là bài này đúng không? Rồi, bây giờ cô giả định là các cái dữ liệu đây cô viết nó dưới mô hình như sau. Cô viết theo cột nhé, mà tụi em có thể xoay hàng xoay cột thì cũng được, nhưng mà cô viết theo cột để cho nó giống giống như trong cái bài mẫu của cô thôi. Rồi, đây là ba nhóm ABC hay là 1 2 3. Chỗ này là chiều cao của cây thì cô sẽ điền vô là 48, 51, 57, 62, 59, 55 là 6 cái nhé. Nhưng mà về tổng quát ấy, thì cô sẽ ký hiệu là x11 rồi x21, ký hiệu giống mai trận đó, 31, x41 rồi x51
và x61. Rồi cái này là x12, nó giống ma trận ha, x13 rồi x22 rồi x23 chấm chấm chấm. Thì trong cái nhóm 1 này này thì có 6 phần tử, cho nên gọi là kích thước mẫu của nhóm 1 là n bằng 6. Rồi n2 của mình là cũng bằng 6 luôn. N3 của mình sẽ là bằng 5. Rồi. N lớn của mình là tổng số mẫu, kích tổng kích thước của mẫu nhất, đó là mẫu mẫu lớn á, N1 cộng với N2 cộng với N3 là bằng 17. Ở trên cái hình vẽ này thì cô vẽ cái trục cái mức yếu tố 1, tức là nhóm 1 đấy. Cái nhóm 1 là nhóm A đấy nhá. Nhóm 1 hay là điều kiện ngoại cảnh A, điều kiện ngoại cảnh B, điều kiện ngoại cảnh C. Rồi cái x này này là biến chiều cao của cây. Ở nhóm 1 là có 6 cây, thì cô vẽ ở đây là cái 6 dấu chấm đại diện cho 6 cây. Nhóm 2 thì cô cũng vẽ đại diện là cho 6 cái cây là 6 cái dấu chấm. Nhóm C thì có 5 cây, cho nên cô đại diện nó là 5 cái dấu chấm. Rồi giả sử là hình đại ảnh là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái nhóm 1 này này có cái giá trị trung bình là x1 gạch ngang, tức là cô lấy 6 số để cô cộng lại chia trung bình ra thì sẽ x1 gạch ngang. X2 gạch ngang là trung bình của nhóm 2 và x3 gạch ngang là trung bình của 5 cái cây ở nhóm 3. Còn x gạch ngang này này là trung bình của toàn bộ cái bảng. X gạch ngang là trung bình của toàn bộ bảng. Cụ thể là như thế nào? X gạch ngang nhé là bằng sigma của x, hai cái sigma nhé, một cái chạy y một cái chạy z, sigma của x y z, một cái theo y một cái theo z, rồi cộng lại hết, sau đó mình chia cho 17, tức là chia cho n lớn á, trung bình toàn bảng. Đây là công thức 1, đây là công thức định nghĩa, hoặc là mình dùng công thức 2 là mình dựa vào cái x1 gạch ngang với x2 gạch ngang, x3 gạch ngang. Có hai cách nha. Cách thứ nhất là mình cộng hết vào. Cách thứ hai là mình lấy làm x1 gạch ngang là trung bình của mẫu 1, xong mình nhân đại diện với cái số cây ở mẫu 1 là n1 cộng với x2 gạch ngang nhân với n2 cộng với x3 gạch ngang nhân với n3. Tất cả ở đây mình chia cho 17. Rồi x gạch ngang này cô giả định nó là giá trị đến đây, một số thôi. Nhưng mà mình kẻ ngang ra để mình nhìn cho nó dễ thôi nhé. Chứ còn ba cái này là bốn cái gạch ngang này đều là số cả nhé. Bây giờ chúng ta nói về các cái tổng bình phương chênh lệch. Thì cô nói về SSW trước này. Tổng các cái bình phương trong một nhóm được hiểu là tổng bình phương chênh lệch trong một nhóm, trong nhóm nhé, thì chúng ta có 3 nhóm, cho nên là chúng ta tính từng cái một nhé. Cô sẽ chọn cái màu xanh xanh này đây, giống đây. Rồi mình sẽ nói là SSW1, tôi viết vào đây, SSW1 là tổng bình phương chênh lệch trong nhóm 1. Là trong nhóm 1 đây là mình lấy từng giá trị 1, từng chiều cao của từng cây 1, mình trừ đi cái x1 trung bình, rồi mình lấy cái này bình phương đúng không? Rồi lấy cái này trừ cái này bình phương lên. Đó. Rồi mình lấy tất cả 6 số mình trừ đi cái x gạch ngang này bình phương lên. Vậy là cô sẽ viết là sigma của x y, cái cột số 1 này này mọi người là nó giống nhau ở chữ gì? Chữ số 1 ở phía sau đúng không? X y với 1 trừ đi x1 gạch ngang. Đó, trừ x1 gạch ngang, sau đó bình phương lên. Và mình cho y chạy từ 1 đến 6. Thì chạy hết cái cột đấy thì là SSW1. SSW2 cũng tương tự. Và SSW3 cũng tương tự.
Ví dụ này, SSW3 thì mình lấy từng giá trị của nó trừ đi cái x3 gạch ngang rồi bình phương lên cộng lại. Thế thì cái cột thứ ba này này sẽ là xy3. Y3 y chạy nhé, cái số 3 cố định. Như vậy là sigma của xy3 trừ đi x3 gạch ngang. Đó, tức là trung bình của nhóm 3 đó, đem bình phương lên rồi mình cho y chạy từ 1 đến 5. Rồi sau khi mình có ba cái thì mình lấy cái SSW này này là tổng của ba cái nhé. Mình cộng nó lại thì mình qua bên này là SSW. Là mình cộng ba cái lại. Rồi tiếp theo là SST. SSB trước đi. Mình nói SSB nhé. SSB là tổng cái bình phương giữa các nhóm. Tổng bình phương giữa các nhóm là mình lấy như thế này. Mình lấy từng nhóm một xem lệch như thế nào với cái mốc x gạch ngang này này. Đó, rồi đem bình phương lên. Vậy SSB1 là mình xem là nhóm thứ nhất chênh lệch như thế nào so với cái trung bình chung. Nhưng mà mình lấy nhóm thứ nhất thì mình chỉ lấy đại diện của nó thôi là x1 gạch ngang. Cho nên mình lấy x1 gạch ngang trừ đi x gạch ngang. X1 gạch ngang trừ đi x gạch ngang toàn bảng. Và cái màu tím tím á. Rồi tất cả bình phương lên. Có điều là x1 gạch ngang là đại diện cho mấy số? Cho 6 số. Cho nên mình nhân cái n1 vào. Là 6, n1 bằng 6 á. Mình nhân vào đại diện cho nó. Tiếp theo là SSB2. Sẽ bằng là mình lấy cái x2 gạch ngang trung bình của nhóm 2, mình trừ đi x gạch ngang toàn bảng, rồi đem bình phương lên nhân với n2. Rồi tương tự là SSB3 thì chỗ này là n3 có 5 cái rồi, nó thấp hơn nó n3, nên mình nhân với trọng số là số phần tử trong nhóm, rồi x3 gạch ngang trừ đi x gạch ngang toàn bảng, rồi bình phương lên. Rồi ba cái này mình cộng nó lại. Mình cộng nó lại thì mình sẽ ra SSB là tổng bình phương chênh lệch giữa các nhóm. Mấy cái này phải gọi tên nhé, bởi vì bữa sau mình còn nói kỹ hơn. Tạm thời là tôi chỉ nói đến 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 mức độ đấy thôi, còn bữa sau mình phải lặp lại một lần nữa để cho mình nhớ. Tiếp theo là SST là gì? SST là tổng bình phương tất cả các cái chênh lệch. Thì SST được tính như thế này. Rồi, hết 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 chỗ rồi, tôi sẽ xóa cái bảng này đi nhé. SST này là bằng gì? Mình lấy một cái XYZ bất kỳ trong bảng nhé. Sau đó mình trừ đi cái x gạch ngang màu tím á, là chung của cả bảng nhé. Mình bình phương lên. Rồi hai cái sigma luôn. Một cái theo Y và một cái theo Z. Có nghĩa là mình lấy từng số một, chiều cao của từng cây một, mình trừ đi chiều cao chung của 17 cây. Sau đó mình bình phương lên và mình cộng 17 cái bình phương đó lại nhé. Theo y theo gì theo hàng theo cột. Rồi đây là gọi là total tổng các cái bình phương. Tuy nhiên là có một cái định lý nói rằng là SST đó thì bằng là SSB cộng với SSW. Vì vậy cho nên là mình có hai cách để mình tính. Nếu mà mình tính SSB tính SSW thì mình cộng lại ra SST, hoặc là mình tính SST SSW thì mình lấy cái này trừ cái kia thì mình sẽ ra SSB.
những con đường đi như vậy thì hôm sau mình sẽ nói tiếp, còn hôm nay mình chỉ chọn một con đường để mình đi thôi. Chút xíu thì mình sẽ nói về SSW. Bây giờ mình qua bên này đi, mình sẽ minh họa tiếp nha. Chúng ta sẽ có một cái bảng này để tính cho cái mục tiêu cuối cùng là SSB và SSW. Nó hai cái mục tiêu này, cô gọi mục tiêu này là mục tiêu số 1, cái này là cái số 1 nhé, và mục tiêu cái này là mục tiêu số 2. Đó, mục tiêu của mình là hai cái số này trong bảng. Các em muốn đi vòng đường nào thì đi, cuối cùng phải kết thúc là biết được hai con số này. Thì cái bảng này của cô là hướng dẫn rất là nhiều cách làm khác nhau, và mình cũng nên biết, mặc dù với một cái đề nhá, là tụi em là theo kinh nghiệm thì tụi em sẽ chọn một cách thôi, đi cho một cách đấy là hiểu rồi, nhưng mà đôi khi đề bài á là cho tụi em dữ liệu ngẫu nhiên, ví dụ như cho cột này xóa cột kia, cho thông số này mà không có thông số kia, thì lúc đấy mình cần phải biết thêm một số cái cách khác để mà mình làm bài toán nhanh hơn. Còn bây giờ trong phạm vi ngày hôm nay là mình cứ học được đến đâu thì học thôi, chứ cô cũng không đặt chỉ tiêu là học được nhiều hay ít. Thì cô sẽ cắt hai cái dòng này lại, dòng 5, dòng 6 mình không đề cập đến, mình chỉ đề cập đến 1, 2, 3, 4 thôi. Bây giờ cái mức yếu tố số 1 là bây giờ mình minh họa cho cái bài của mình nhé. Thì cô có dữ liệu nằm ở đây là chiều cao của cây. Mọi người nhìn thấy mà đúng không? Cô thử xem là tụi em có thấy không? Ok, rõ rồi. Đây là dữ liệu của cô là chiều cao của cây. Thì cô sẽ chép cái dữ liệu ra đây và mọi người, tụi em lấy cái máy tính bỏ túi ra nhé. Mình lấy máy tính bỏ túi này. Mình vào chế độ thống kê một biến nhá, STAT, sau đó mình chọn một biến thôi. Mình sẽ có được một cột x này và một cột tần số. Ở 48, 51, x ở đây là 48 này, 51. Mình chỉ quan tâm đến cái nhóm 1 thôi nhá, nhóm 1 là hàng đầu tiên á. Rồi 57, 62, 59 và 55. Ở chỗ này là 55 hết chỗ rồi, không có biết 55 ở đây. Rồi tần số thì bên này tự động là nó là 1 phải không? 1. Rồi. Sau đó thì kích thước mẫu của cái này thì mình nhập xong mình gọi N ra là mình biết thôi. Nhưng mà thực ra là mình biết rằng là N1 là bằng 6. N1 bằng 6. Mình đến 6 số này. Sau đó tụi em gọi cái x trung bình ra, xem x trung bình là bao nhiêu nhé. Mặc dù cô có số rồi nhưng mà mọi người cho cô biết cái x trung bình bằng bao nhiêu. Đi vào đây, mình phải nhóm 1. Rồi, cái dòng thứ 3 tạm thời dừng lại, mình chưa có làm nhé. Mình làm dòng số 4. Dòng số 4 là tổng bình phương chênh lệch. Tổng bình phương chênh lệch trong một nhóm. Thôi để cô mọi người xong cái x hình ngang, ai xong thì đọc cho cô cách. Trời ơi, anh chàng này đã xong rồi, 55,3333. Rồi vậy là bạn có được con số là 55,3333. Rồi đến cái phần này thì mình làm như thế nào? Có lẽ là cô phải có một cái nháp ở ngoài. Cái này bài sau đấy nhá. Bây giờ khi mà tụi em nhập á, thì tụi em nhập đây là xy, đây là tần số là 1 đúng không? Thì tụi em nhập ở đây là 48, 51, 57, rồi 62, 59, 55. Rồi khi mà mình đọc n thì bằng 6 này, rồi x gạch ngang thì bằng 53, gì đó. Rồi chúng ta sẽ tìm tiếp cái SSW1, SSW của nhóm này nhé. Nó bằng sigma của XY.
Bởi vì là mình bấm máy tính của một mình nhóm này thôi, cho nên mình không cần ghi XYZ làm gì hết á. XY của cái nhóm này này trừ đi cái x trung bình mà bạn mới bấm á, x trung bình anh chàng này mới bấm. Cô để cô xem nhớ lại cho mấy phút. 55 ha. Tức là mình trừ đi cái x trung bình mà bạn mới bấm là 55 bình phương lên. Nghĩa là chỗ này là 55,3333. Rồi còn cái XY á, là các con số ở trong cột này 48, 51, 57 đó. Rồi bình phương lên. Rồi lấy cái sigma. Nhưng mà cái biểu thức SS1 này này, nó là biểu thức tổng bình phương chênh lệch. Thì chúng ta có một công thức là S mũ bình phương, gọi là phương sai mẫu. Phương sai mẫu. S mũ bình phương nhé. Nó là hay là ký hiệu mà trong máy tính mình gọi đó là sigma x bình phương đó. Đó, cái này này là được công thức là sigma của xy trừ x gạch ngang tất cả bình phương theo y rồi chia cho n. Đó. Thì cái tử số này của mình này nó chính là SSW SSW1 chia cho n1. Đó. Do đó là mình khi mà mình nhập máy rồi á thì nhập máy tính rồi á thì SSW1 mình sẽ lấy cái gì? Lấy cái n1 mình nhân với sigma x bình phương. Nên mình bấm máy mình sẽ lấy n1 nhân với sigma x hay là nhân với cả s mũ bình phương. Hay hoặc là mình lấy số 6. Mình gọi cái hàm sigma x ra. Mình bình phương lên. Rồi mình sẽ ra là SSW1. Và lúc nãy các bạn nói thì cô mới nhớ ra rằng cái bản của cô á, PowerPoint á, thì nó có S mũ bình phương hay là cô nhập cuộc nó cũng có S mũ bình phương. Nhưng mà không biết làm sao cô in ra PDF thì lúc nào nó cũng mất đi cái mũ. Cho nên tụi em xem cái file của tụi em nhé. Nếu mất mũ thì bỏ cái mũ này vào cho cô này. Đó, là sigma x bình phương. Đó, mình bấm nó thì sẽ ra ở đây. Rồi. Comment cho cô thử xem cái giá trị đấy bằng bao nhiêu. Mình vẫn giữ nguyên cái máy nhé. Mình không có nhập thêm cái gì cả. Đọc cái số đấy thôi. Rồi, cảm ơn bạn Minh 133 rồi khách trời ba luôn không. Rồi 133 rồi 3333. Rồi. Tiếp theo này, tụi em sẽ cô nói sẽ thôi chứ mình không làm nữa nhé, bởi vì mình phải suy nghĩ, ý là mình chừa thời gian suy nghĩ mình không làm nữa. Bây giờ mình sẽ có cái cột thứ hai. Thì mình sẽ nhập cái cột thứ hai lên đây. Mọi người không cần nhập nữa đâu nhé, nghe thôi. Mình nhập cái cột thứ hai lên đây, nó sẽ là 46 46 rồi 42 rồi 45 50 rồi 47 và 51. Mình sẽ làm giống như ở cái lúc nãy. Mình giống như lúc nãy sẽ ra cái gì? Giống như lúc nãy thì mình sẽ có được cái tiếp theo là mình sẽ có được cái N2 để chúng ta làm cái dấu chấm của cô nhé, chấm đỏ này đó. Thì mình cũng tính cái này đây là N2 bằng 6. Rồi mình tính X2 gạch ngang, mình bấm máy ra nhé. Rồi mình bấm cái này là SSW2. Tương tự mình nhập cái cột thứ 3 thì mình cũng bấm N3 bằng 5. N3 bằng 5 này. Sau đó mình có X3 gạch ngang này. Rồi, mình sẽ có được cái SSW3 này. Đó, thì chúng ta đi theo quy trình này nhé. Cái này xuống đây, cái này xuống đây. Rồi, cái này xuống đây. Cái này đi đây. Rồi, cái này xuống đây. Nhập dữ liệu đây, xuống dưới này. Rồi, sau đó mình làm gì? Thì cái này chính là SSW1 này. Cái này là SSW2 này. Cái này là SSW3 này. Rồi, thì chúng ta cộng 3 cái này lại. Thì chúng ta sẽ ra cái SSW. Nhé, cộng 3 cái này sẽ ra SSW. Ở dưới này cô có kết quả
Thì cô cắt cái kết quả này ra cho mọi người xem nhé. Rồi. Thì ở đây mình cắt cái dữ liệu này ra. Rồi mình quay sang cái bài của mình. Ồ. Cái bài của mình đâu? Đây, bài của mình đây. Mình có được ba cái trung bình mẫu nhé. Rồi, có ba trung bình mẫu. Tiếp theo là mình có SSW. Cô đã kiếm cái đáp số nhé. Rồi. Cô xin lỗi cho bỏ đi đâu lạc cái này không biết. Ở đây. Đây mình có cái hai cái nhá, cái SW thì cô để lệch ra bên này đi ha. Nó là 281, tức là nếu mà tụi em tính đúng á thì nó sẽ ra ở đây là 281.3667. Cái này là do cô chạy Excel ra cho nên là nó không làm tròn trung gian, thì tụi em làm tính thì sẽ bị làm tròn trung gian một ít nha. Giả sử như là cái bài offline ấy, thì lệch một tí xíu mà cái quy trình đúng thì cô có thể biết được rằng là do tụi em có hiểu hay không. Thì yên tâm hơn, cái này mà làm tay thì yên tâm hơn. Rồi bây giờ mình xong cái hai rồi nhá, bây giờ sang cái một này. Để tính được cái một thì mình làm gì? Mình tính cái một á là mình sẽ tìm SSB, mà SSB thì tổng của ba cái này vào, tổng của ba cái này nhá. Vậy là mình cần tính cái thứ nhất. Cái thứ nhất thì được tính bằng cách gì? Đến đây mình dừng ở đây nhá. Mình lấy N1 là bằng 6 này. Mình nhân với cái X1 gạch ngang trừ đi 51 chấm gì gì cho trừ cái này này, cái gạch ngang này, rồi bình phương lên. Nó lệch, có viết lệch lệch trong đây một tí nhé. Đây cho dễ nhìn. Cô ơi. Ơi. Cái SSW của cô, sao em bấm nha. Như nó phải là N trừ 1 nhân x bình phương đúng không cô? SSW là N trừ 1, không N đi chứ em, nó là S mũ mà. Dạ em nhân với S mũ, nhưng mà nếu mà để ra được. Cô hiểu rồi, N trừ 1 nhân S bình phương với cả là N nhân S mũ bình phương thì giống nhau mà em. À dạ. Ở hai cái bằng nhau nhé. Rồi, bây giờ cô giải thích lại cái SSB nhé. Lúc nãy mình nói SSB được định nghĩa là tổng bình phương chênh lệch giữa các nhóm. Như vậy là SSB1 á, thì mình sẽ lấy là gì? Mình lấy cái trung bình của nhóm 1, mình trừ đi cái trung bình toàn bộ bảng, sau đó mình bình phương lên, nhân với cái trọng số của nó, tức là số phần tử của N1. Thấy trung bình toàn bảng là x gạch ngang này này. Có hai cách tính. Có một bạn thì nói cô là: cô ơi em bấm máy 17 số này để em cộng lại em chia cho 17 được không? Thì cô trả lời là đương nhiên đúng rồi, là mình cộng lại ra cái này là x gạch ngang. Rồi trường hợp thứ hai nhé, là mình lấy cái 6 này này, tần số nhân với x1 gạch ngang, cộng với 6 này nhân x2 gạch ngang, cộng với 5 này nhân x3 gạch ngang, sau đó mình chia cho 17 thì mình sẽ ra x gạch ngang toàn bảng. Hoặc như vậy là SSB1 sẽ được tính bằng N này là bằng đây chỗ này nhá, N1 là bằng 6 nhân với trung bình của cái 1 là 55,3333 55.3333. Rồi mình trừ đi cái x gạch ngang là 51,4706.
4706 rồi tất cả bình phương là mình sẽ ra được SSB 1 này. Đó. Sau đó mình tính ra SSB 2 này. Rồi SSB 3 này. Rồi tính ba cái này nhá, 1 này, 2 này, 3. Rồi mình cộng cái này với cộng cái bên này nữa thì ra được SSB. Nhá. Và cái con số cô để bên trái này này, SSB sẽ ra 2228686. Còn SSW sẽ là 281.3667. Rồi cô để một phút nhé, để xem mọi người có hỏi gì trên cái bảng này không. Mình phải hiểu cách tính nhé, bởi vì đề có thể cho dưới dạng này dạng nọ, nên là mình không hiểu cách tính được. Cô sẽ tìm lại cái file Excel của cô mà trước đây cô hướng dẫn cho bài tập lớn 1 đó. Thì trong file Excel sẽ hướng dẫn tụi em chạy ANOVA trên Excel. Khi đó tụi em có thể lấy các bài tập ra và chạy ANOVA trên Excel để có đáp số cho cái bài tập của tụi em. Chứ không thì nó rất là dài này, mà không có đáp số thì mình không biết mình làm đúng hay sai. Không ai hỏi gì đúng không? Thì quá là thông minh. Rồi tiếp tục nha. Mình có được hai cái đích đến là số 1 và số 2 nhé. Thì mình bưng hai cái đích đến sang bảng tiếp theo. Bảng này á, là có SSB và SSW. Số 1, số 2 là mình vừa tìm được là nó nằm ở hai ở cái cột số đầu tiên. Đây, cột này, cái này số 1 này, cái này số 2 này. Rồi. K này là số nhóm. Mình có 3 cái điều kiện ngoại cảnh ABC, như vậy K này bằng 3. Rồi mình lấy hai cái này trừ nhau thì sẽ ra 2. Là mình lấy SSB chia cho 2, tức là ô này này chia cho ô này này thì sẽ ra ô này. Rồi tiếp theo là N là tổng số là 17 á, là tổng kích thước mẫu đó, tức là của mình đang là 17 trừ đi 3 thì là 14. Vậy mình lấy cái ô bên này mình chia cho 14, mình sẽ ra kết quả này. Cái chữ cái M này là cái chữ min đó. Mình sẽ hiểu là tổng bình phương chênh lệch mà chia cho bậc đó, là phương sai. Nên người ta gọi là phân tích phương sai. Sau đó mình lấy cái kết quả, cái này là số 3 đúng không? Cái này là số 4. Này số 3, cái này là số 4, thì mình lấy 3 chia cho 4 là mình ra đáp án là F quan sát. Đây là tiêu chuẩn kiểm định luôn, tiêu chuẩn kiểm định. Vì tiêu chuẩn kiểm định này á, là tuân theo phân phối Fisher, cho nên là tụi em muốn tra bảng để tìm miền bắc bỏ thì tụi em phải dùng bảng Fisher. Bảng Fisher có 3 tham số, một tham số là một cái alpha, một cái là bậc của tử và một cái là bậc của mẫu. Ví dụ ở đây trên này là K trừ 1 thì bằng 2, cái N trừ K là bằng 14. Thì tụi em mở cái bảng, bảng Fisher là có bảng theo mỗi alpha khác nhau nhé. Ví dụ bảng alpha, cô không biết là cái đề này là mấy phần trăm thôi, ví dụ là 5% đi ha. Thì với alpha bằng 5% mình mở cái bảng đó ra. Mình sẽ xem là cái bậc nào của tử và bậc nào của mẫu. Ví dụ như là chỗ này họ ghi N1 này, N2 hoặc là V1, V2 thì mình sẽ N1, N2 đây. Mình thay vô dòng số 2 cột số 14 chẳng hạn. Và cô xin lỗi là cô không nhớ là cái N1 ở cột hay là hàng nhé. Nhưng mà tụi em nhìn theo thứ tự người ta viết là mình làm theo nhé. Một cái N1, cái N2. Và mình sẽ tra theo cái bảng số ở đây. Thì mình có được tiêu chuẩn kiểm định ở đây. Rồi sau từ đây đến đây là mình bác bỏ. Nếu mà tiêu chuẩn F quan sát rơi vào miền bắc bỏ thì bác bỏ H0, mà rơi qua bên này thì là chấp nhận. Dễ mà đúng không nhỉ? Rồi bây giờ cô minh họa là khi cô chạy Excel thì nó ra như thế này này tụi em, cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà mình phải nhập số vào nhé. Rồi Excel sẽ ra vèo phát ra kết quả này luôn. Có SF, chỗ này là SSB. SSB còn SSW ở đây
bậc ở đây. Rồi cái ô này chia cho ô 2 này thì bằng cái này, cái cụm này chia cụm này ra cụm này. Sau đó mình lấy cái số này số 3, cái này số 4, 3 chia 4 thì ra cái F quan sát. Đó, F quan sát ở đây. Rồi cái này là mình tra bảng đây. Tra bảng để tìm W alpha. Tìm miền bắc bỏ. Đó. Thì mình thấy là miền bắc bỏ từ đây nhá, trở đến cộng vô cực. Vậy cái con số này thuộc vào miền đấy là mình bắc bỏ H0 rồi. Rồi chấp nhận H1. Còn giá trị P thì cô sẽ thu xếp cái thời gian nào đấy trong trong tuần sau hoặc tuần sau nữa cô giải thích cái giá trị P. Tụi em có thể coi cái sơ lược về giá trị P cũng được. P thì không đi thi nhưng mà tất cả các phần mềm thống kê đều nhìn P để kết luận thôi. Nó vô cùng là tiện lợi. Khi mà mình kết luận nó chiều cao trung bình của cây không bằng nhau thì điều đấy có thể nói luôn là chiều cao trung bình của cây á là có phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Tức là điều kiện khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chiều cao trung bình của nó. Cô quên mất là hết giờ rồi. Thương sai thì cái n dưới chia là n nhỏ hay n lớn? Để cô hỏi câu hỏi của bạn Hòa. Câu hỏi của bạn Hòa nói là cái nào nhỉ? Cái này đúng không? Cái này của bạn em đúng không? N lớn này. N này là tổng tổng kích thước mẫu lớn á. Dạ không, mấy em là cái phép chia bên cạnh đó. À, vậy là cô biết sai. Em biết tại sao không? Hồi trước á là cô dùng cái n nhỏ là mẫu lớn, còn cô hồi trước cô dùng ký hiệu là n nhỏ bằng n1 cộng n2 cộng n3. Xong rồi cái học kỳ đó vô phòng thi thì cái đề thi cái bảng công thức á lại dùng theo một công thức khác. Thế là nhiều đứa nào không học là chết dở luôn á. Nên là cô sửa lại công thức mà cô quên không sửa cái này. Rồi, cảm ơn em. Cô sẽ sửa lại sau. Rồi. Ok, cảm ơn bạn Minh nhé. Cảm ơn có thể ao rồi. Anh chàng Vĩ Khang ơi, bây giờ còn khó lắm không? Cho nên là lần sau mình khó thì mình cứ nghĩ rằng là khi mình học xong mình dạy cho đấy. Cô cảm ơn mọi người nhé. Chúc cô cả 20 tháng 10 và 20 tháng 11 luôn. Dễ thương thế. Bởi vì ở nhà ai cũng có phụ nữ cho nên tôi chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ nhé.